Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong rằng quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, một lượt đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, đầu video thì mong là quý vị cho hãy dành khoảng chừng 1 phút gì đó để hãy chia sẻ cái sản phẩm này cho nhiều khách hàng người ta biết trước ha quý vị. Thì như tất cả cô chú anh chị mình được biết đó, thì hiện tại Hải đang kinh doanh và bán cái sản phẩm đó chính là nước cốt nhàu và cấm nhàu từ Awashin, công ty của cô Văn Sâm chuyên xuất khẩu sang Hàn Quốc đó quý vị. Một trong những loại nước uống mà mang lại cái sức khỏe tốt cho rất là nhiều người nha quý vị. Hiện tại nếu như mà tất cả khán giả và quý khách hàng của mình ai mà có bị những cái triệu chứng, những cái cơn đau nhức xương khớp lâu năm nè, bị đau nhức vùng lưng, đau vai gáy, đau mỏi tay hay là ngồi xuống đứng lên bị tê bì chân tay, bị chóng mặt, bị hoa mắt, vân vân, thì quý vị vui lòng liên hệ qua cho Hải cái số điện thoại trên màn hình đó quý vị, để Hải sẽ tư vấn cụ thể hơn, giới thiệu cho quý vị mình đây là cái sản phẩm nước cốt nhàu từ Hawasin, một trong những loại nước cốt nhàu mà giúp cho rất là nhiều cô chú anh chị khán giả và khách hàng đã xua tan được những cái cơn đau nhức lâu năm rồi đó quý vị. Thành phần của nước cốt nhàu này thì chủ yếu là hương liệu tự nhiên từ trái nhàu, bên cạnh đó thì còn kết hợp với đông trùng hạ thảo cũng như là thảo xoắn. Và ba cái chức năng chính của những cái loại thảo dược trên thì quý vị cũng biết, trái nhàu cũng là chuyên về điều trị xương khớp nè, rồi đông trùng hạ thảo cũng có thành phần hỗ trợ xương khớp và thảo xoắn cũng vậy. Tất cả những cái dược liệu trên đều giúp cho rất là nhiều khán giả và khách hàng đánh bại được những cái cơn đau nhức xương khớp lâu năm nè, bị đau mỏi vai gáy rồi đau mỏi chân tay khi giơ lên xuống khó khăn, nó bị nhói bị nhức đó, thì chỉ cần sử dụng qua cái nước cốt nhàu hay là cấm nhàu này thôi thì hãy tin rằng rất là nhiều cô chú anh chị mình sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Bởi vì không chỉ hãy chia sẻ mà rất nhiều khách hàng đã sử dụng qua cái sản phẩm nước cốt nhàu và cấm nhàu này rồi đó quý vị, thì đều để lại những cái phản hồi rất tích cực dù chỉ mới sử dụng có 1 đến 2 chai mà thôi. Thì cách dùng của nước cốt nhàu này là chỉ cần quý vị uống một lần, uống là khoảng chừng 50 ml thôi, là một ngày chúng ta uống là 3 lần, sáng, trưa và chiều. Và giá của sản phẩm nước cốt nhàu và cấm nhàu đó thì đều chung một giá là 350.000 trên một sản phẩm. Nếu mà mua từ 2 sản phẩm trở lên thì Hải sẽ free ship cho quý vị. Còn nếu như cô chú anh chị và quý khách hàng của mình nếu mà hỏi bây giờ nếu mà ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Singapore hay là ở Nhật, ở Hàn đó có chuyển qua được hay không, thì hãy dẫn chuyển qua được nha quý vị. Hãy cũng vừa chuyển qua cho một cô ở bên Mỹ và một cô bên Sing đó quý vị. Sing thì hãy thấy tới rất là lẹ quý vị, trong vòng có vài ngày là đã tới bên đó rồi đó quý vị. Hãy chỉ cần quý vị chịu nhấc máy và gọi hay là nhắn tin qua cái số Zalo của Hải là 0977773645 thì Hải sẽ tư vấn cụ thể hơn về nước cốt nhàu này cho tất cả quý vị mình, cũng như Hải rất là mong tất cả cô chú anh chị khi mà có xem được video đó quý vị có thể giới thiệu cho người thân, cho bạn bè, cho hàng xóm nếu mà bị những cái triệu chứng trên, thì vui lòng giới thiệu giúp cho Hải nha quý vị, để Hải sẽ đưa sản phẩm nước cốt nhàu này cho tất cả cô chú anh chị và cho khách hàng sử dụng để mà cảm nhận được cái hiệu quả của nó cũng như là xua tan tất cả những cái cơn đau nhức lâu năm. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 9 của năm 2023, cũng còn khoảng chừng tuần nữa nha quý vị, là tới cái sự kiện mini show tại phòng trà Skyline với chủ đề khúc hát ân tình của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường và ca sĩ khách mời Thu Ba vào lúc 20 giờ 30 phút đó quý vị. Tất cả khán giả mình thì hầu như ai cũng đã chuẩn bị rần rần rồi hết quý vị, để mà chuẩn bị tạo một cái nét đặc biệt, phủ một cái màu xanh độc chuối trong cái sự kiện tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 10 sắp tới của ca sĩ Hồ Văn Cường. Hôm nay thì trên Hồ Văn Cường fanclub hãy cũng có thấy được một cái bài chia sẻ của một vị FC, kèm theo đó là những cái hình ảnh mà tất cả khán giả mình đang xem với những cái chiếc áo dài màu xanh độc chuối rất là đẹp của các cô các chị chụp và chia sẻ cho chúng ta cùng xem đó quý vị, sự gắn kết thân thiết của tất cả khán giả của FC với màu áo xanh độc chuối khi mà hội ngộ với nhau. Và cụ thể thì cái bài viết chia sẻ như thế này của vị FC có nick Huệ Hoàng: Fan Hà Nội lan tỏa kết nối yêu thương Hồ Văn Cường, trân trọng kính mời đại gia đình xanh độc chuối tới dự buổi gặp gỡ giao lưu lan tỏa kết nối yêu thương con ca sĩ Hồ Văn Cường vào lúc 15 giờ 30 ngày 1 tháng 10, tức là ngày chủ nhật ngày mai nha quý vị, tại nhà hàng bánh tráng Phú Cường cơ sở 2, địa chỉ 104A XQ, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng của Hà Nội. Đại gia đình xanh độc chuối ai đăng ký thì vui lòng comment bên dưới bài viết.
Thì theo Hải nghĩ thôi quý vị, thì đây chắc hẳn là một cái cuộc giao lưu gặp gỡ của các fan của ca sĩ Hồ Văn Cường cùng gặp gỡ với nhau, có một cái buổi giao lưu thân thiết gần gũi hơn nữa hết quý vị. Thì đó cũng là một trong những cái sự kết nối, sự đoàn kết của tất cả những cái thành viên, những FC khi mà có cùng chung một cái chí hướng, một cái mục đích là đến đây để mà ủng hộ và đồng hành với ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, cũng là mục đích lan tỏa hết quý vị. Thì nếu khán giả nào mà ở gần Hà Nội mà muốn tham dự cái sự kết nối lan tỏa yêu thương cũng như biết nhiều hơn những khán giả, các cô các chị nào là những thành viên với màu áo xanh lục chuối của Cường, thì chúng ta có thể đến đó tham dự để biết thêm nhiều bạn bè mới, nhiều fan mới hết quý vị. Mùa trung thu của tất cả quý vị bên gia đình đoàn viên rất là ấm áp phải không ạ? Hãy thấy được các cô các chị mình có chia sẻ những cái tấm hình với những cái chiếc bánh trung thu và ánh trăng đẹp lắm quý vị. Như là vị lê hương thì phải, hãy nhớ mang máng là như vậy đó quý vị. Còn cách đây ít phút thì hãy cũng có thấy được một cái bài chia sẻ, một cái đoạn video mà nó hơi tối một chút quý vị, nhưng mà nhìn vào thì cái hình ảnh của Út Cường đang đón trung thu hả quý vị, cái hình ảnh nó hơi tối nhưng mà hầu như khán giả thì ai cũng nhận ra hả quý vị. Trung thu của bạn Cường cả nhà ngắm đỡ nha. Theo cá nhân cô Hải thì cứ tiếp tục lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái hình ảnh tích cực về ca sĩ Hồ Văn Cường. Còn những cái gì mà buồn, những cái gì mà không đồng nhất đó quý vị thì coi như cho qua hết quý vị. Chủ yếu là chia sẻ để làm sao có cái tinh thần vui vẻ trong khán giả và trong fan, trong FC của Cường, thì điều đó nó sẽ càng có cái sự gắn kết hơn, càng có cái sự đoàn kết hơn, thân thiện hơn nữa hết quý vị. Cũng như là những cái lời chúc trong mấy ngày qua, mà trong những cái ngày trung thu mà hãy thấy khán giả cũng để rất là nhiều những cái lời chúc mừng cho Cường trong cái ngày trung thu đó. Điển hình như là vị Minh Tiền Đoàn là như quý vị, ca sĩ Hồ Văn Cường mong con hãy cố gắng học tập và ca hát thật tốt nhé, chúc cho con luôn tràn đầy năng lượng, hồn nhiên vui tươi khỏe mạnh và hạnh phúc, chúc show diễn của con ở Hà Nội sắp tới đạt được thành công rực rỡ, thương yêu con thật nhiều. Hay là cái sự nôn nao của một vị khán giả có nick là Trần Hương, cô chúc mừng con, chúc cho show diễn 8 tháng 10 ở Hà Nội của con được thành công rực rỡ nhé, chỉ còn đúng một tuần nữa thôi là gặp cả nhà, gặp cậu Út rồi, có ai nôn nao giống như em không ạ? Rất rất nhiều đó quý vị, những cái lời chúc cũng như những cái sự lan tỏa và chia sẻ của khán giả, của FC, của mọi người, của fan của Cường đó, luôn chia sẻ rất là nhiều trong các group, các nhóm để mà cho khán giả và cho người hâm mộ và đặc biệt là cho fan có những cái giây phút khi mà vào group đó, toàn là thấy những cái điều tích cực, những cái điều vui vẻ với nhau đó quý vị. Chúng ta cũng chỉ mong có vậy thôi phải không ạ? Và trên tất cả các group thì cũng chưa có những cái thông tin nào mới cho quý vị, chủ yếu là lan tỏa tích cực những cái hình ảnh của Cường cũng như là cài view cho các cái bài hát của Cường thôi quý vị. Thì hãy cũng mong là tất cả cô chú anh chị mình luôn vui vẻ hết quý vị, luôn gắn kết, luôn đoàn kết và đồng hành cùng với nhau trong những cái sự kiện khi mà ủng hộ đu show cùng với Út Cường nha quý vị. Dạ thì hãy rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian để mà xem video đến giờ này. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.